Jenny, đợi má mì không có chạy trước như vậy xe. Thì hôm nay á, tuần sau mới Tết nha. Nhưng mà hôm nay á, cái chỗ nhà thờ Việt Nam này họ làm à, sớm hơn một xíu. Thì mình à, sẽ tham quan một vòng ở cái chợ xuân quê hương này nha. Jenny, wait. Yeah, xuân quê hương nè. Have we been here before? Yeah, we've been here last year. Đúng rồi, đúng rồi. Thì 5:30, 6 giờ là bắt đầu. Thì tầm giờ này là 6 giờ kém nha. Mình nó chưa có đông lắm đâu. Nhiều người còn đi làm chưa về đó. Hôm nay là cuối tuần thứ 7 cho nên nhiều người vẫn còn đi làm chưa có về. Còn mình thì hôm nay mình về sớm một xíu, mình ghé chơi. Thì họ có hội chợ rồi, có đồ ăn rồi, có mấy cái game, mấy cái trò chơi. Rồi lát nữa còn có ca nhạc nữa nha mọi người. Nói chung đối với những cái người xa quê như mình đó, thì lâu lâu có cái gì mà nó liên quan đến quê hương mà mình cũng thích, mình đi tham dự, giống như mình tìm cái hương vị quê hương đó mọi người, tìm cái không khí đó. Chứ ở đây hiếm hoi lắm mới có được một cái ngày lễ như vậy. Mình đi thôi. Đương nhiên là nó không được như cái hội chợ Tết ở Việt Nam mình đâu, nhưng mà nói chung mình đi cho có không khí đó mọi người. Chứ bên này buồn quá, làm gì giờ. Có cái hội chợ xuân này mình đi, mình tham gia để mình tìm kiếm cái hương vị quê hương thôi. Trên kia đang có ca nhạc gì đó. Không biết là có đồ ăn gì chưa ta? Đồ ăn thì nghĩ là chắc có rồi mà chưa có nhiều đâu. Tại họ cũng mới có dọn hàng ra à. Nhiều người cũng rất là xôn tụng rồi nha. Có bánh xèo, có bánh cuốn, rồi trứng lộn này kia cũng đủ món. Đói chưa? Muốn ăn rồi hả? Why does, if daddy's hungry, then why is everyone eating? Thì lát nữa đói mình ăn, mình mới tới mà. Con đói chưa? Jenny đói chưa? Okay, really cool. I don't know what to eat yet. You don't know what to eat yet? We're gonna go look first, okay? Muốn ăn gì? Không biết, ngó đi thôi, đừng có ăn đừng có ăn mấy cái món nước lắc cắt lắm. À, món nướng thì nướng ở nướng đi, nướng. Kiếm được nướng. Mình xếp hàng nha mọi người, xếp hàng mua một bãi xe thịt mình ăn trước ăn chơi thôi. Nhà mình đi mình chơi vòng vòng rồi khi nào mình đói mình lại kiếm đồ ăn tiếp. Bò lá lốt. Hai cái gà với hai cái bò lá lốt nha. Ok. Hai cái gà, hai cái bò lá lốt. Ôi nói đâu hai cái này heo đúng không? Ờ lấy heo. Hai cái heo, hai cái gà. Dạ. Hai cái heo với hai cái lá lốt. Hai cái heo với hai cái lá lốt. Là bao nhiêu vậy? Dạ, 2 triệu đồng. Mình ra mình lấy mình kiếm bàn mình ăn nè. Rồi, chắc chắn gặp ra đây đi kìa. Đi mình ra ngoài mình kiếm bàn mình ăn nè, ngoài kia có bàn á. Chưa có đông người lắm cho nên phía trước còn một số bàn trống thì mình đi mình kiếm ghế ngồi ha. Good Jenny. Cái này là heo đúng không? Heo, cái này là bò lá lốt. It's good. Okay. Mọi người ơi, bây giờ là tiết mục mất bang nè. Giới thiệu cho sàn. What do you eat? Skewer. Hả? Skewer. What is that? Yeah, for me.
Yeah, yeah, yeah. No, no, he said it right. Just want you to interview it. Nói cho mọi người con ăn gì đi. Good. Good? Yeah. Jenny. You like it, Jenny? I like how the texture and I can do it. Thì cho bọn nó ăn rồi lát nào nó về mình chỉ ăn mà thôi. Còn hai đứa nhỏ thì chắc nhà ông bà ngoại ăn rồi. Mình chỉ đưa hai đứa lớn đi thôi nhà mọi người. Hai đứa nhỏ mình không có đưa đi được. Tại vì mỗi lần đưa bọn nó đi đó là cũng hoa cực nhiều lắm. Ông bé nó cứ bắt mình bế này kia đó. Nằm nhà á. Cho bọn nó ở nhà thôi. Cũng hơi tội nghiệp một xíu cho biết sao giờ. Okay, you can try this. Try one first, Jenny. Try one first. Just try. Just take one. Try just take one. Nha. Xem no, no, take one. Right here. Yeah. Good. Giraffe and seaweed. Yeah. I tell. I like seaweed. I love seaweed. It's not seaweed. What is it then? Ở nhà bà chồng á, lá lốt á, nhà bà chồng á con ăn đi. Nó là rau á. Good. Được có hai mấy đứa nhà mình rất dễ nuôi nha, nó ăn cái gì cũng được mọi người. Mình nấu thì nó ăn đó chứ nó cũng không có kén chọn gì hết. Cho nên đứa nào cũng như đun dừa hết trơn nè. Nè, đun dừa number one here. Đun dừa number two here. Này, Jenny này chùi miệng thế này, phấn quá. How it, how it. What do you say? Con ăn cái gì đó, ngon không? Nói cho mọi người biết nè. It's yummy. Yummy. Yeah. Con ăn cái gì nó cũng yummy hết trơn, nó rất là dễ ăn luôn. Nhìn hai đứa nó mất bang kìa. It's thing to drink, mommy. Venus. Chưa chẳng phê nè. I'm thirsty. Chẳng nhìn cái mỏ nó ăn kìa. À, đi ăn ăn nhanh lên rồi mình đi mua đồ ăn tiếp à. Cái này. Đến đây lý nha là để chơi á, trước gì đã chưa gì đã thấy cái ăn ăn hoài à. Tại như mình ăn sớm như vậy nó còn đồ ngon chứ hồi bữa. Không lát nữa người ta tới đông mất công xếp hàng. Bọn nó xử đẹp mấy cái cây thịt nướng rồi mọi người ơi, bây giờ bọn nó đòi ăn tí. Giờ mình đi tìm thêm đồ ăn nha. Mấy cái bún bao, hủ tiếu này, phở này kia cũng có nha. Nhưng mà mình đi chơi mình không có muốn ăn mấy cái đồ nướng. Mình ăn mấy cái đồ khô thôi cho nó gọn. Xôi chè gì đây? Xôi chè bánh xôi không? À, dạ lấy một cái xôi đi. Lấy một cái xôi đi. Mớ sò, mớ sò. Mớ sò. Thì cái này nấu kiểu gì đây cô? Dạ 20 đồng một. Nó mà nấu cái kiểu này gọi là gì? Xào xào tương với lại canh cũng cho tới. Cái gì? Bánh bao chứ? Thôi đừng ăn bánh bao. Ừ bánh bao. Ăn cái khác đi, cái này ở trên này có bán đấy cơ. $4 nữa là 20 đồng. Ok, lấy ăn nửa đi cho chắn 20 đi. Cái này đó, chả ốc ngon đó. Cái này là bánh giò chắc. Ừ, bánh giò. Giò xôi, mình lấy cái nửa. Ok, đi tiếp. Trời ơi, tâm hồn ăn uống mà đi đâu là ăn cái đó. Đồ ăn trước không à. Không đồ ăn luôn. Vui đón xuân với dân tộc Việt Nam. Đặc biệt là các giáo sư của chúng ta. Về trong tâm tình ra kia ngồi ăn không? Chúa là cha. Mình cứ ngồi xuống ăn thôi mình đi chứ. Ok. Kiếm bàn, kiếm bàn. Đi, go sit down and eat. Come on. Trời ơi. Kêu là đi hỗ trợ Tết mà chưa gì đã lấy ăn không mà mọi người ơi. Tới là lấy cho ăn không à. Giờ ăn tiếp, nhà ăn chập hai.
Sit down, Jenny. Anh tiếp nè, cho anh yêu phước nè. Đây, Jenny, chơi dần qua đây ngồi. Chơi dần qua đây. Ôi, bánh bao đừng có ăn bây giờ con ăn bánh bao bây giờ là con no đó. Cho nó thử cái chảo trước hả? Yeah, nhưng mà con ăn bánh bao bây giờ là con no đó. Thử thử đi. Eat something now, bánh bao for later, ok? Chết ơi, trời ơi, hai cái mặt nó ăn nãy giờ rồi mà nhìn thấy đồ ăn hai cái mặt nó vẫn còn háo hức lắm mọi người ơi. Có dễ sợ không? Nhà nuôi mấy con đuông dừa này tốn kém quá. Sausage. Chả ốc, chả ốc. Giò. I like your and the snail meat inside. What? Try first, try first. What is snail meat? Snail. Con ốc quá. Try it. Why is there a thing? Try it, just try it. That's the snail meat. Buy one if you like it. Yeah, try it. Good? I only like a 10 out of 10. Okay. 10 out of 10. Try. Just try, Jenny. Try and let mommy know how you feel. A little bit of spicy stuff. Like it? Hot! Spicy! So you want more? Nhiều chuyện. Spicy! You say you like it or you don't like it? Ngon không? Trời ơi, nãy giờ nó ăn, nó có chê cái gì đâu. Món này là món thứ tư, thứ năm rồi. Ngày nào mà cũng ăn như vậy là ba mẹ làm không đủ tiền để nuôi đâu nha. Dễ sợ. Đấy, mấy bố con đang múc bàn. Say xỉa. Năm nay có vẻ như ít món hơn năm ngoái vậy? Ừ. Năm ngoái là họ làm nguyên cái nhà này xong rồi đi xuống kia luôn. Năm ngoái cứ một gian là một món, còn năm nay là hai gian một món. Năm ngoái là nó có gian đồ nướng, xong rồi gian đồ bánh ngọt, xong gian hàng chè, rồi bắp luộc này kia. Năm mình nay chưa đi phải. Qua bên kia, mình chưa đi qua bên kia. Đi qua đấy là hết tiền luôn. Anh không mình đi qua bên kia. Ok, đi vòng vòng. Thì xuân đến rồi, chúc cho muôn nơi nhà nhà yên vui. Tiếng pháo giao thừa rực rỡ khắp trời. Mong một năm nay, thật là bình an, gia đình luôn sung túc an khang. Chúc cho anh em bạn bè phương xa, dẫu ở nơi đâu vẫn nhớ quê nhà, Tết hiền hòa và yêu thương. Kỳ xuân đến rồi.
Ladies and gentlemen, I would like to take a moment to welcome for the non-speaking Vietnamese, welcome to our festival Luna New Year. And tonight we have so much food, so much delicious food around us. Please enjoy all the food, the drinks that we offer for you tonight. And we also have special raffle tickets, only $10, and
You can win plenty of good prizes in there, but it also helps funding the event tonight. So please help us buy those raffle tickets, enjoy all the food, and especially the show tonight. Music is universal, so hopefully we all can enjoy. And welcome again. Please give a round of applause to start the night off! Wow. Mấy mẹ con đứng vô đây ạ. Dân tộc với sẩm chân quê. Xin cho một tràng pháo tay ạ. Chị Sơn. Ok, bỏ kẹo ra chị Sơn. Ok. Thì ăn hết rồi. Ăn rồi, no rồi. Ủa là đúng rồi. Còn ca nhạc, chương trình ca nhạc nữa. Còn mà ca nhạc mình không có nhu cầu qua ca nhạc. Lâu lắm, trễ lắm. À. Có muốn mua thêm cái gì nữa mang về không người về? À. Không muốn muốn mua về cho mình ăn đấy chứ. Hay là khỏi? Khỏi đi. Ờ, ok. Ok, thôi cũng no rồi. Đấy. Chính là vui nha mọi người. Anh uống no say rồi. Hai đứa này nó bất ban từ đầu đến từ đầu giờ đến cuối giờ. Nó ăn hết đồ nướng. Chân đi đâu? Chân đi đâu? Rồi. Anh chè, anh bát rồi bây giờ nó ăn luôn kẹo không ngon nè. Nó bất ban nãy giờ mà nó chưa xong nữa mọi người ơi. Mình mà đi theo nó chắc là mình không kham nổi. Nói chung là vui. Rất là đông luôn mọi người ơi. À, không biết là mấy anh chị rất là tiếc mà mình không có cơ hội để mình giới thiệu cái ngày lễ ngày hôm nay cho mọi người nhờ. Nếu mà mình mà giới thiệu được nhiều người biết tới thì tới càng vui nữa. Thì mình ăn no rồi, muốn lên coi cũng xong rồi, đốt táo cũng xong rồi, bây giờ chắc là mình về thôi. Mình về mình phải đón hai đứa út nữa. Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ nha. Và năm mới sắp tới rồi, còn vài ngày nữa là mình đón năm mới rồi. Chúc mọi người một năm mới nhiều niềm vui nha. Tạm biệt mọi người. Ok. Bye bye. Rồi là nó vừa. Ok, coi như là mình đã kết xong cái hội chợ Tết của Temple hôm giờ rồi nhá. Giờ hai vợ chồng mình phải về tranh thủ đón hai đứa nhỏ nữa. Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ nha. Và okay. Một năm mới bình an. Sắp tới rồi. Chúc mọi người một năm mới vui vẻ bình an. Chào tất cả mọi người. Ok. Chào sao Jenny. Con nói chào các bạn. Hello các bạn. Tinh thần vô giá trong từng nụ cười. Tết này ta làm việc cùng nhau đón xuân sang. Hạnh phúc mãi mãi trong tim.